Trân trọng kính chào tất cả con cái Chúa xa gần, đặc biệt con cái Chúa tại Hội Thánh Baptist Forward. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cảm thấy nhớ nhau, nhớ nhà thờ, nhớ Hội Thánh. Và buổi sáng hôm nay chúng ta nhóm nhau lại tại đây để thờ phượng Chúa. Xin chào mừng tất cả quý vị. Tôi xin chào mừng tất cả những con cái Chúa xa gần, nhiều nơi trên thế giới, ở tại khu vực lân cận và tất cả mọi nơi quý vị đã tới cùng chúng tôi thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, đặc biệt con cái Chúa trong Hội Thánh Forward, nếu trong trường hợp quý vị nhớ nhau, hôm qua có người gọi tôi vừa nói vừa khóc rằng nhớ nhà thờ, nhớ anh chị em. Vì vậy cho nên nếu có thể được để đỡ nhớ trong cơ hội này, tôi kêu gọi quý vị đó là nếu có thể được, quý vị trong lúc bây giờ khi mà thờ phượng buổi sáng hôm nay thì có thể chụp hình selfie, tức là tự chụp hình gia đình mình, hoặc là một người thì có thể quý vị chụp hình một người và quý vị có thể chia sẻ cho tôi. Tự chụp hình mình gửi chia sẻ cho tôi, và tôi mong rằng có cơ hội nào đó để post cái hình nào đẹp nhất quý vị lên ở trên Facebook để Hội Thánh, để có mọi người có thể ít ra chúng ta có cơ hội nhìn thấy nhau, thăm nhau. Cho nên tôi nhắc lại là xin selfie, chụp hình, tự chụp hình gia đình của mình và gửi đến cho tôi. Nếu quý vị trong thời giờ đang thờ phượng Chúa cùng với chúng tôi và đang nghe điện thoại hoặc Zoom, xin mute. Và trong trường hợp quý vị đang xem Facebook, xin vui lòng share ra cho tất cả mọi người, tại vì đây là có thể là cơ hội của nhiều người bạn bè và gia đình chúng ta có thể theo dõi cùng với chúng ta thờ phượng. Trong trường hợp quý vị đang thờ phượng và có thể hưởng ứng sự thờ phượng qua thumb up, tức là một ngón tay đưa lên, hoặc là quý vị có thể cho một cái trái tim, một cái hình ảnh yêu mến, hoặc là quý vị có thể nói amen, cảm ơn Chúa, tất cả những điều đó, nhưng mà tránh đi những cái sự làm phân tâm những người khác khi chúng ta đưa lên. Và ít ra chúng tôi cũng biết rằng đây là có một số người đang thờ phượng Chúa với chúng tôi tại đây. Một lần nữa, những điều chúng tôi gợi ý tuần trước với quý vị khi thờ phượng online, dù là chúng ta thờ phượng ở đây hay là một chỗ nào đó với một hội thánh nào online, thì xin vui lòng chỉ xem một chương trình. Thay vì quý vị là xem nhiều chương trình thì sẽ bị phân tâm. Thứ hai là xin vui lòng kiên nhẫn với chương trình, với mọi người khi chúng ta làm thờ phượng online cùng với nhau. Trong trường hợp quý vị đáp ứng, lắng nghe và thầm nguyện khi chúng ta thờ phượng Chúa, đặc biệt chúng ta có thể dự phần dâng hiến, thì quý vị nên sẵn sàng điều đó. Bây giờ thì quý ông bà, anh chị em đã sẵn sàng thờ phượng Chúa chưa? Nếu quý vị đã sẵn sàng và thuận tiện, quý vị xin vui lòng đứng lên, hoặc là quý vị có thể ngồi tại chỗ để chúng ta bước vào trong thời giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Lời Chúa chép trong Thi Thiên 139 câu 7 trở đi rằng: Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví bằng tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hờn đông bay qua tận cuối cùng của biển, thì tại đó tay Chúa cũng sẽ dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời hiện diện tất cả mọi nơi. Tại đây trong nhà thờ cùng với chúng tôi, nhưng Ngài cũng hiện diện ở nhà riêng của tất cả quý vị. Ngài hiện diện ở phòng riêng quý vị, và có thể Ngài hiện diện ngay trên cả giường bệnh của những người đang bệnh trong thời giờ này. Vì vậy hãy sẵn sàng lòng, sẵn sàng tâm trí và sẵn sàng tâm linh mình để ca ngợi, chúc tụng Chúa của chúng ta. Amen quý vị.
Chúng ta sẽ bắt đầu cùng với ban thờ phượng ca ngợi Chúa trong thời giờ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấng chúa tây muôn loài đến muôn đời, Hosanna răng cả trên sân trời, Hosanna răng cả trên sân trời. Father, we thank you. It's been even in the midst of this circumstance, Father, you promised that you would never leave us alone. You promised that you will always be with us. We thank you that your love will follow us. Your peace will be with us. We thank you, Lord. We're here today to sing your praises, Lord. We're here to lift up your name, God. We're here to sing, hallelujah. Worthy is your name, for your name is great, and your name is worthy to be praised, God. And we thank you for your presence today. Amen. Lòng con cúi dâng lên cha. Cảm ơn danh cao vời.
lòng con hát ca suy tôn lòng ai nhân cảm ơn dân cao vời đưa đàn vì dân cha cao sang tôn niệm ngàn năm vinh Anh của Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài yêu thương chúng con dù chúng con bất toàn. Dù chúng con xấu xa, ôi Chúa, con cảm ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của Ngài. Lạy Chúa, trong tình trạng thế giới đang hoảng loạn, đang khó khăn, đang dịch bệnh, Chúa ơi, Ngài hứa với chúng con rằng bởi vì những người được chọn thì sự nguy hại sẽ bớt giữa vòng thế giới này. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài yêu thương chúng con và Ngài muốn nghe tiếng cầu nguyện của chúng con. Con cầu nguyện cho thế giới trong dịch bệnh. Xin Chúa tha thứ cho chúng con dân của Ngài. Tha thứ cho nhân loại, những kẻ Chúa đã nắng tạo nên trở nên kiêu ngạo, vô tín, bất kính về Ngài. Lạy Chúa, Ngài nói rằng ai quay lại với Chúa và kêu xin sự tha thứ, ăn năn và nhận biết tội của mình, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và chữa lành. Lạy Chúa, trong tình trạng dịch bệnh này, con cầu nguyện xin sự tha thứ của Chúa, xin sự đụng chạm của Chúa đối với dân sự của Chúa và thế giới để chúng con ăn năn, nhận biết Chúa và tin cậy Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Chúa ơi, chúng con đưa tay lên hướng về Chúa và cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, những người ở trong chính quyền, cả thế giới và đặc biệt đất nước chúng con đang sống. Con cầu nguyện cho những vị tổng thống, phó tổng thống, những vị trên nội các, những vị ở trong ban chống đối, tìm một cách để có thể bảo vệ dân sự của Ngài. Ôi Đức Chúa Trời của chúng con xin Chúa Ngài ban phước cho họ và cho họ có sự khôn ngoan của Ngài. Con cầu nguyện cho những vị cảnh sát, con cầu nguyện cho chính quyền tiểu bang, các quân địa phương trong counties và ở trong thành phố chúng con đang sống. Lạy Chúa, xin cho họ có sự khôn ngoan hạ mình tìm kiếm mặt Chúa bởi vì có những quyết định của họ để có thể che chở tất cả những người ở trong hoàn cảnh khó khăn này. Con đưa tay lên hướng về Chúa để cầu nguyện cho những nhân viên y tế, những bác sĩ, những y tá, những dược sĩ, những nhân viên bệnh viện. Con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài thương xót bao phủ họ trong ơn của Ngài. Chúa ơi, trong hội thánh của chúng con, trong nhiều người thân của chúng con tại nơi đây, chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài thương xót những người đó. Con cầu nguyện cho bác sĩ Don, con cầu nguyện cho bác sĩ Bình. Nhiều bác sĩ đang phải đối đầu với tình trạng dịch bệnh để có thể cứu chữa nhiều người. Con cầu nguyện cho những y tá Sarah, Hải Lý, Jennifer. Con cầu nguyện cho những dược sĩ, những người sẽ tiếp xúc với những cái gián tiếp về bệnh nhân. Con cầu nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ họ. Con cầu nguyện cho Lan, cho Đào, cho Phương, cho Mindy, cho Ngọc, cho Mark. Con cầu nguyện cho Ân, con cầu nguyện cho Ý Tinh, con cầu nguyện cho anh Việt. Ôi Đức Chúa Trời, xin bảo phủ những người này và bảo phủ tất cả những người ở trong hoàn cảnh của họ. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người bệnh. Xin Chúa Ngài thương xót chữa lành họ.
Con cầu nguyện cho những người già yếu. Ô Chúa, chúng con không gặp họ, chúng con không biết lời nào để an ủi họ, nhưng lạy Chúa Đức Chúa Trời xin bao phủ những người này. Hàng triệu triệu người đang thất nghiệp tại đất nước này. Hàng chục người đang thất nghiệp ở trong hội thánh của Chúa. Chúa ơi, xin Chúa ngài thương xót, tiếp trợ cho anh em con. Trong sự khó khăn, xin cho chúng con hướng về Chúa là đấng sẽ tiếp trợ. Lạy Chúa, xin cho chúng con tin cậy nơi ngài. Con cầu nguyện cho nhiều người ở trong gia đình của họ xin bảo vệ bình an. Con cầu nguyện cho những người vẫn còn đi làm có thể bị lây lan tại nơi đó. Lạy Chúa, xin bảo vệ những người này. Con cầu nguyện cho đời sống thuộc linh của chúng con, của dân sự của Chúa. Cha ơi, xin cho chúng con tiếp tục tìm cầu Chúa, nắm lấy ngài ở trong hoàn cảnh. Xin Chúa cho con vượt qua những nguy cơ, và đây là cơ hội để chúng con có thể tìm cầu Chúa và giúp đỡ những người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con thức tỉnh và nhờ cậy nơi ngài. Cảm ơn Chúa vì thì giờ thờ phượng này. Những anh em nào cùng với chúng con thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay, lạy Chúa xin ban phước cho họ. Xin đụng chạm đến tấm lòng, tâm trí của những người này. Cho chúng con biết rằng Đức Chúa Trời ở giữa chúng con, và ngài vui lòng nhận lấy tấm lòng tôn kính và sự thờ phượng của chúng con. Con cảm ơn Chúa về tất cả những người tham dự. Con cảm ơn Chúa về những người cùng với ban thờ phượng buổi sáng hôm nay, ban kỹ thuật buổi sáng hôm nay, và tất cả mọi chúng con trong nhà của Chúa tại nơi đây. Cảm ơn Chúa về họ. Chúa ơi, xin cho chúng con biết chúng con được Chúa dùng trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này, để Đức Chúa Trời đem phước lành của Chúa đến cho dân sự của Chúa. Con xin Chúa ngài đụng chạm đến mỗi lòng của chúng con trong thời giờ này. Con cảm ơn Chúa. Nguyện sự chúc tụng, sự tôn vinh thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho quý ông bà, anh chị em. Cảm ơn ban worship team, ban thờ phượng rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục thì giờ còn lại trong thờ phượng Chúa, cho nên tôi xin gửi đến quý ông bà, anh chị em một số cách sinh hoạt của chúng ta, để chúng ta có thể biết sinh hoạt của Hội Thánh trong những ngày qua. Có lẽ có một số con cái Chúa đã biết, một vài người thì không biết. Tại vì chúng ta chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng hoặc là qua một số các cái phương tiện nhất định. Vì vậy cho nên tôi muốn nhắc lại một lần nữa quý ông bà anh chị em, tôi và một số anh em con cái Chúa nhân sự trong Hội Thánh, chúng tôi vẫn làm việc với nhau thông qua những cái mạng. Các nhân sự Hội Thánh vẫn họp hàng tuần để chúng tôi có thể biết điều gì có thể giúp, có thể làm hoặc là có thể cầu nguyện cho nhau. Các lớp học Kinh Thánh vẫn có, như quý vị biết một số người có học lớp trình Chủ Nhật buổi sáng hôm nay. Tôi mong rằng nhiều con cái Chúa vì nhiều lý do trước đây khi nhà thờ mở cửa mình không đến được giờ đó, thì tôi nghĩ bữa nay từ đây trở đi quý vị vẫn có thể tham dự được các lớp trường Chủ Nhật. Và các lớp học Kinh Thánh của chúng tôi vẫn hàng tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, hầu như mỗi tối đều có sinh hoạt. Thứ hai, thứ ba là lớp của mục sư Hải Đăng huấn luyện cho những người ở trong một vụ truyền giáo. Thứ tư thì chúng tôi có lớp học Kinh Thánh, và thứ năm thì có lớp cầu nguyện của những nhân sự trong Hội Thánh. Thứ sáu là tại thì có cái chương trình học của các em thanh thiếu niên và của lớp cuộc đời Chúa cứu thế. Và chúng ta thấy rằng đây là cơ hội mà chúng ta được sinh hoạt rất nhiều mỗi ngày trong tuần, cho nên tôi mong rằng quý ông bà anh chị em có cơ hội nên dự phần trong những chương trình như vậy, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Và trong tuần qua chúng tôi có một số các sinh hoạt và có một số các cái công việc chuẩn bị Hội Thánh có thể dự phần trong cái hoàn cảnh khó khăn của cả thế giới, và đặc biệt một số những người trong vùng của chúng ta, những đồng hương của chúng ta. Anh Tùng sẽ chia sẻ một vài cái sinh hoạt của đội cứu trợ của Hội Thánh và một số những cái việc liên quan đến việc này. Tôi xin mời anh Tùng tới đây và có thể chia sẻ điều đó cho quý ông bà anh chị em. Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em, xin tất cả những người yêu dấu trong Hội Thánh mà mình không thấy mặt, chỉ thấy mặt trên màn hình mà thôi. Trước hết Tùng nghĩ trong lúc này Tùng cảm ơn Chúa là Hội Thánh Chúa đã chuẩn bị sẵn cho Hội Thánh chúng ta cái đội media team. Tôi không biết là chính họ không biết họ có thể tôi có thể quay phim cho những cái đội đó không, nhưng ở dưới đó tôi thấy có anh Johnny, anh Việt, rồi anh Việt Lê nữa, rồi có Vicky, ba người ngồi dưới đó đã chuẩn bị trong những thời gian này để đem những hình ảnh sống động trong buổi thờ phượng đến tận nhà của mỗi con cái Chúa buổi trong lúc này. Tôi cảm ơn Chúa và tôi cảm ơn tất cả quý những người trong ban kỹ thuật là ban media team, và xin Chúa ban phước lại cho các bạn. Thứ nhì, tôi cảm ơn Chúa trong lúc này
Hội thánh chúng ta cũng đã giúp một vài gia đình khó khăn, và hội thánh trong nhân dịp này cũng bày tỏ, lấy cơ hội này bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho nhiều gia đình khác trong cộng đồng của chúng ta, nhưng trước hết là cho tất cả những anh chị em của chúng ta trước. Hội thánh vừa qua, trong tuần vừa qua đã trong gọi là hội thánh đã chuẩn bị một cái tổ hay là một cái đội cứu trợ, đã mua một số thức ăn, nào là có gạo, có nước mắm, có mì gói, sẽ mua những rau quả và có những chip, những cái thùng chip, những bịch chip sẽ giúp cho tất cả những ông bà, những anh chị em trong hội thánh có nhu cầu. Xin mọi nhu cầu, những người nào có nhu cầu xin liên lạc đến mục sư Hải, liên lạc đến mục sư Hải Đăng có số điện thoại ở phía trên, là số điện thoại là 202-909-5608. Xin một lần nữa, trước hết là cho anh chị em trong hội thánh chúng ta, những người nào có nhu cầu xin liên lạc đến mục sư Hải Đăng. Rồi sau đó, nếu như quý vị, anh chị em trong hội thánh, những người nào biết, những người bà con, những anh chị em, những hàng xóm láng giềng, tất cả những người nào mà quý vị biết, những người lớn tuổi họ không có thể, không dám đi ra chợ để đi mua đồ, không dám đi gì hết, nhưng mà họ cần thức ăn ở nhà, xin cũng liên lạc với mục sư Hải Đăng. Có thể mục sư Hải Đăng không hẳn để cho những món quà này, cho những đồ thực phẩm này của hội thánh để có sẵn, nhưng mà còn có thể hướng dẫn họ mua đồ, hoặc là cái đội cứu trợ cũng có thể order hoặc là mua giùm họ mà họ không phải rời nhà. Xin một lần nữa liên lạc đến cho mục sư Hải Đăng, mục sư nhiệm chức Hải Đăng, số điện thoại 202-909-5608. Đó là vấn đề cái đội cứu trợ. Một lần nữa, tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn tất cả những con cái Chúa đã rộng rãi và trung tín trong sự dâng hiến. Cũng nhờ vậy mà hội thánh chúng ta cũng tiếp tục được có ngân quỹ mà chúng ta tiếp tục được cái trong đó cái đội cứu trợ để mua tất cả những thực phẩm và để phân phát lại cho những người có nhu cầu. Nhưng mà biết rằng hội thánh chúng ta cũng tiếp tục, những lương bổng của các mục sư vẫn tiếp tục, và tất cả những bưu bổng hội thánh chúng ta cũng phải trả như bình thường. Tôi cảm ơn Chúa là trong cái sự trung tín dâng hiến của quý ông bà anh chị em, chúng ta có thể dâng hiến bằng 3 cách. Cách thứ nhất là chúng ta có thể viết cái check, chụp hình mặt trước và mặt sau cái check và text tới cái số điện thoại của Tùng là 817-938-1180. Hoặc là quý vị download một cái app tên là Tidy App có trên màn hình. Quý vị có thể download cái app đó và chọn Hội Thánh Vietnamese Baptist Church of Fort Worth. Thì quý vị có thể dâng trong đó, có thể dâng bằng cái check account của mình, dâng bằng credit card hoặc là debit card. Rồi cách thứ ba là chúng ta có thể dâng bằng tiền mặt. Dâng bằng tiền mặt là làm thế nào? Thì quý vị có thể bỏ vào cái bì dâng hiến và quý vị bỏ một số tiền vào đó, ghi vào đó là ngày nào đó, rồi cho Tùng biết là cái text đến gia đình là số điện thoại 817-938-1180, để rồi Tùng ghi vào đó, rồi đến nào khi nào mà trả lại gặp mặt với mặt đó thì quý vị có mang số tiền đó đến dâng cho Chúa và đưa cho Tùng. Đó là ba cách mà quý vị có thể dâng hiến. Và hôm nay là đến giờ dâng hiến, có vị quý vị có thể làm trong lúc này hoặc là sau giờ thờ phượng. Bây giờ xin tất cả chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con
Cảm ơn Ngài vì Chúa đã ban cho chúng con làm con cái và được sống trong ân điển của Chúa. Chúa ơi, trong cảnh dịch bệnh xảy ra rất là nhiều, và chúng con thấy đến nỗi nhiều người chết, và chúng con thấy rằng căn bệnh này đến nỗi những y tế, nền y tế lớn nhất thế giới cũng không có thể chữa được trong lúc này. Và chúng con nhận biết rằng khả năng của loài người chúng con có giới hạn, và đời sống của chúng con rất là mong manh. Chúng con cần đến Chúa, Chúa ơi. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con là làm được con cái của Chúa. Chúng con được xin công bình trước mặt Chúa, và chúng con được hòa thuận với Ngài, được thoát khỏi cơn thạnh nộ của Chúa. Chúa ơi, chúng con nhắc nhở chúng con rằng là chúng con sống trong sự hy vọng và sống trong đời sống biết ơn Chúa. Chúng con đừng để chúng con sống trong sự sợ hãi và sự âu lo trước dịch cảnh này. Nguyện xin Chúa cho chúng con một sự hy vọng, cho chúng con một đời sống biết ơn Chúa trong lúc này, để rồi chúng con nắm đến Chúa và chúng con cần đến Chúa giờ này, Chúa ơi. Giờ này chúng con cảm ơn Chúa cho sự trung tín của tất cả quý ông bà anh chị em trong hội thánh. Nguyện xin Chúa chúc phước lại cho họ, chúc phước lại số tiền chúng con dâng lên Chúa. Nguyện xin Chúa dùng số tiền này một cách hiệu quả, để rồi chúng con đem tình yêu thương của Chúa đến cho nhiều người qua sự dâng hiến của quý ông bà anh chị em. Nguyện xin Chúa ban phước dư dật lại quý ông bà anh chị em, gìn giữ họ, bảo vệ họ, cho họ một đời sống mới trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và giờ này xin chúng ta hướng lòng về Chúa qua bài hát Tôi biết đấng nắm giữ tương lai cho vĩnh phúc. Sẽ thế nào? Tôi chỉ sống nắm sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng sao huy hoàng. Trong trời tim đổi thay nào hay? Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào? Chỉ nghe Thiên Chúa nhủ quyền, tôi đang đi với con trong cuộc đời, vì tôi biết chứng con mọi điều. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn tươi sáng hơn nhiều, chẳng dường như bước nơi thiên thần. Trên vai tôi bao năm nằm vẫn dần, mây mời biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không đau buồn, muôn vinh quang vây quanh tôi không rời. Tình yêu Chúa thấm thiên dâng tràn, tương lai tôi
Amen, amen, như lời mà chúng ta nghe trong bài hát, rằng vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, vì tôi biết Ngài đi trước tôi. Chúa nắm tương lai của chúng ta, Chúa đi trước chúng ta. Và đó là một trong những cái điều mà chúng ta có thể ca ngợi Chúa và biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về lời bài hát. Tôi tin rằng đây là cái lời có thể khích lệ chúng ta. Nó không chỉ là lời bài hát, nhưng mà cái lời, một cái niềm tin của chúng ta trong Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài kéo chúng ta lại gần Ngài và kinh nghiệm Chúa như lời của bài hát mà chúng ta đã nghe. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta sẽ có thời giờ lắng nghe lời Chúa, nhưng mà tôi muốn một lần nữa tại đây, tôi mong rằng nhiều người sẽ dự phần trong chương trình của chúng ta khi thờ phượng tại đây buổi sáng hôm nay. Tôi chỉ có một điều thông báo với quý ông bạn chị em, sáng hôm nay Chúa Nhật ngày 5 tháng 4, Chúa Nhật đầu tháng, thông thường thì chúng ta sẽ có lễ tiệc thánh. Nhưng chúng ta sẽ dành lễ tiệc thánh lại vào thứ sáu tuần này, Good Friday, trong lễ thường khó. Vì vậy cho nên xin gửi đến quý vị một vài cái thông báo của chúng ta trong việc này. Thứ nhất là lễ thường khó của Hội Thánh chúng ta vào thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 vào lúc 7 giờ 30 tối. Nếu quý vị đã nghe, và đây là một cái buổi lễ rất là đặc biệt. Và tôi mong rằng mọi người chúng ta chuẩn bị lòng mình để chúng ta có thể dự lễ thương khó. Như tôi có lời kêu gọi và tôi xin kêu gọi là lần nữa rằng nếu có thể được, nếu tình trạng sức khỏe cho phép, tôi đề nghị quý vị nên có một ngày kiêng ăn cho đến khi chúng ta dự lễ thương khó. Đó là cái ngày đau đớn mà Chúa chúng ta trải qua. Vài người trong quý vị không thể kiêng ăn suốt một ngày, hãy kiêng ăn trước giờ trưa cho đến sau giờ lễ. Và trong giờ lễ chúng ta sẽ có tiệc thánh. Đây là một điều rất là khó. Tôi không biết cách nào để mọi người có thể nhận lấy bánh và chén và được sự chúc phước. Tôi chỉ có thể gợi ý quý vị một điều. Quý vị có thể nhìn thấy ở trên bảng về cái hình ảnh. Chúng ta có thể chuẩn bị như thế này. Tôi đề nghị là mỗi gia đình,
Nếu trong trường hợp có một mình quý vị, một người trong gia đình, quý vị vẫn có thể chuẩn bị được. Những người nào đã chịu phép báp têm thì có thể dự tiệc thánh. Quý vị có thể chuẩn bị một miếng bánh nhỏ, có thể là cracker, có thể đó là một cái miếng bánh mì quý vị cắt ra nhỏ. Trong trường hợp gia đình có 3-4 người thì tôi đề nghị người chủ gia đình nên làm việc này, nên chuẩn bị sẵn để ra một cái dĩa có những cái ly mà như quý vị thấy trên hình trên bảng. Rồi quý vị có thể chuẩn bị những ly màu nước sậm, có thể đó là nước juice, có thể là nước bất kỳ màu sậm trong trường hợp quý vị có thể dùng được. Và hãy để tại trên bàn, chúng ta sẽ dự lễ thường khó trong lúc đó. Và tôi sẽ hướng dẫn quý vị, và khi tôi hướng dẫn quý vị nhận lấy bánh, thì chủ gia đình nếu có thể được trong một gia đình đông người, có thể phân phát bánh đó cho gia đình mình. Và chúng ta cũng nhận lấy chén như vậy. Cho nên tôi mong rằng chúng ta sẽ có một cái lễ tiệc thánh rất là đặc biệt. Đại đa số chúng ta hoặc là tất cả chúng ta lần đầu tiên chúng ta có cơ hội dự thế này. Và nếu có một gia đình, tôi nghĩ đây là một điều rất tốt, là một người chủ trong gia đình đó sẽ phân phát. Và đây là cái cách mà dân sự Chúa ngày xưa có thể làm riêng tại gia đình mình. Cho nên tôi mong rằng mọi người chúng ta sẽ biết cái cách này và chúng ta sẽ dự lễ tiệc thánh một cách phước hạnh. Và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho quý ông bà anh chị em. Tôi trong vài giờ trước đây thì có người nhắn đến tôi và hỏi rằng cách nào để có thể nhận lấy bánh và chén giống như bánh và chén tại nhà thờ. Thực ra đây là một điều rất là khó bởi vì chúng ta ở rải rác rất là xa. Tôi chỉ thưa quý ông bà anh chị em một điều, đó là nếu trong trường hợp chúng tôi có một cái cách nào tốt nhất về cái việc đó, sẽ thông báo ra hoặc ở trên các cái text message từ các trưởng nhóm chăm sóc đến quý ông bà anh chị em nếu có một cách khác. Nếu không, đây là cái cách chúng quý vị nên chuẩn bị từ hôm nay cho đến thứ sáu tuần này. Bây giờ thì chúng ta sẽ sẵn sàng để nghe lời Chúa. Chúng ta sẽ lắng nghe lời Chúa trong thời giờ này cùng với nhau. Chúng ta sẽ đọc lời Chúa trong Kinh Thánh Luca đoạn thứ 19. Chúng ta cùng đọc với nhau Luca 19 từ câu số 22, xin lỗi, câu số 29 cho đến câu số 44. Đây là cái câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem ngày xưa. Và đây là cái thời điểm của vào ngày Chủ nhật khi Chúa vào thành Jerusalem. Đoàn dân đón chào Chúa. Nếu quý vị nhìn thấy trong nhà thờ phía trước tôi, may mắn chúng tôi có một vài cành lá cọ để chúng ta nhớ rằng dân sự ngày xưa đã dùng những cành lá này để tôn vinh Chúa, chúc tụng Ngài. Vì vậy cho nên bây giờ thì chúng ta sẽ đọc chung với nhau. Nếu có thể được, xin mời quý vị cùng đứng lên và lắng nghe lời Chúa. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bê-pha-dê và Bê-thân-y, ngang núi gọi là Ô-li-ve, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, khi vào làng sẽ thấy một lừa con buộc đó, chưa hề có ai cưỡi, hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó, thì trả lời rằng: Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai đi, quả gặp mọi điều ý như Đức Chúa Giêsu đã phán, đang mở lừa con. Các chủ lừa hỏi rằng: sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng: Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, rồi lấy áo mình trải lên con lừa, nâng Ngài lên cưỡi. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Ô-li-ve, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng: đáng ngợi khen vua nhân dân Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển ở trên các nơi rất cao. Bây giờ có mấy người Pharisee ở trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: thưa Thầy, xin quở trách môn đồ của Thầy. Ngài đáp rằng: ta đã phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành, thấy thì khóc về thành. Ngài phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay, mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày.
Khi quân nghịch đào hố chung quanh mày, vây mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy diệt hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đó là lời Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ hiệp ý với nhau cầu nguyện một lần nữa. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, quý vị hãy thầm nguyện cho mình và xin vui lòng thầm nguyện cho tôi. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài thật tốt lành. Những điều Ngài làm cho chúng con cũng tốt lành. Con cảm ơn Chúa vì thời giờ này. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Cha ơi, xin cho chúng con lắng lòng nghe lời của Đức Chúa Trời. Xin phán dạy cho chúng con những điều Ngài muốn dạy chúng con buổi sáng hôm nay. Cầu một chúc phúc cho tất cả những dân sự của Chúa, tất cả mọi nơi đang lắng nghe. Và chính mình con trong khi nói, lạy Chúa xin gặn lọc lời của chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Quý ông bà anh chị em có thể ngồi. Thưa quý ông bà anh chị em, tất cả chúng ta đều biết mỗi lần mở tivi lên, mở điện thoại ra, lật một tờ báo, đều biết thế giới trong những ngày đại dịch. Đến giờ này, đã hơn 1.200.000 người trên thế giới chính thức xác nhận là đã có bệnh. Trên 66.000 người chết. Ở tại nước Mỹ, đã trên 300.000 người bị bệnh, được xác nhận gần 10.000 người đã ngã chết vì căn bệnh này. Sự lây lan rất là kinh khủng. Tất cả mọi người đều có thể có bệnh. Tất cả mọi người đều có thể mắc bệnh. Và những chính trị gia có tầm cỡ thế giới cũng gặp bệnh. Và những người homeless, không nhà cửa cũng có bệnh. Những mục sư trong nhà thờ cũng gặp bệnh. Những người lập việc cũng gặp bệnh. Và vì vậy cho nên bệnh này không chừa những ai hết. Vậy thì bây giờ cả thế giới đang bối rối, không chưa có vaccine để có thể ngăn ngừa, chưa có thuốc để chữa trị, làm cách nào? Vì vậy cho nên một trong những điều quan trọng người ta bảo ngăn ngừa căn bệnh này lan ra bây giờ, đó là một trong những điều mà nhiều bác sĩ ở trên mạng thường hay dùng cái chữ đó là I stay at work for you, you stay at home for us. Tức là xin mời mọi người hãy cách ly, mọi người ở nhà riêng. Nếu chúng tôi đi đến bệnh viện để chữa trị cho nhiều người khác thì xin tất cả mọi người ở nhà. Vì vậy cho nên đến giờ này tôi biết là 90-95% những người ở trên nước Mỹ, nhiều nơi được gọi là lockdown, hoặc là nhiều nơi khác thì gọi stay home, ở vùng chúng ta thì gọi là shelter in place. Tức là mỗi người ai ở nhà nấy, tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Vì đây là một những yếu tố quan trọng trong lịch sử của dịch bệnh nhiều thế hệ thế kỷ trước và thế kỷ vừa rồi cho đến thế kỷ này. Cái việc lan lan ra người ta không biết cách nào để có thể ngăn ngừa, thì một trong những cách đó là hãy ít sự tiếp xúc, càng ít sự tiếp xúc càng tốt. Và vì vậy cho nên ngay cả gia đình tôi biết có một người, chị kể tôi rằng là chị có một người con làm ở bệnh viện, và khi cháu về thăm nhà, đứng phía ngoài cửa sổ nhìn vào cửa kính để có thể nói về lời cha mẹ mình. Đây là một những điều rất là đáng buồn, nhưng mà đó là cái yếu tố quan trọng để ngăn sự lây lan từ người này qua người khác. Nói cách khác là ở nhà, không đi làm. Và tôi biết là những người nghe tôi buổi sáng hôm nay cũng như vậy. Đã có nhiều người đang ở nhà và không đi làm. Thế thì, cái câu hỏi đặt ra đó là, thế thì ở nhà làm gì? Nhiều người trong chúng ta bảo rằng ở nhà thì dọn dẹp nhà thì vài ngày thì hết rồi. Bây giờ ở nhà làm gì? Nhiều người trong chúng ta từng mơ ước có vài tuần được ở nhà. Không làm gì hết. Chỉ gia đình với nhau thôi. Không làm gì hết. Nghỉ ngơi, thư giãn một vài tuần như vậy. Và chúng ta nhiều tháng trước chúng ta nghĩ đó là chỉ là ước mơ thôi. Nếu mà có đi vacation, nếu mà có đi thăm đâu đó, đó là cũng một ngày bận rộn chứ không được mà dễ dàng như vậy.
Và nhiều người nghĩ rằng chỉ là mơ, nhưng bây giờ điều đó trở thành sự thật. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng khi quý vị có cơ hội ở nhà thì hãy enjoy cái không khí trong nhà với gia đình, những người thân mình. Ít đi ra càng nhiều càng tốt. Và chỉ một tuần thôi, nhiều người bắt đầu nói rằng chán rồi, không biết làm gì. Nhiều người bảo rằng chán quá, thấy ở nhà ở không thế này vô vị quá. Nhiều người thậm chí bực bội, cãi cọ nhau ở trong gia đình. Vì vậy cho nên nhiều người không biết bây giờ làm gì nữa. Bây giờ tôi không biết bao nhiêu người, có người ở nhà được 2 tuần, có nhiều người ở 3 tuần, và có thể có người ở nhà khoảng 1 tuần rồi. Nhưng quý vị biết là cái tâm trạng của mình ra sao, bây giờ làm gì trong trường hợp đó. Đặc biệt đối với những người thích giao tiếp đó, thì giữa đám đông đó, thì họ bắt đầu cảm thấy chán nản và khó khăn, không biết làm gì. Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá. Chúa Nhật Lễ Lá thường là một trong những Chúa Nhật rất là sôi động. Người ta đi nhà thờ rất là nhiều để chuẩn bị bước vào tuần lễ thánh để kỷ niệm sự thương khó và sự phục sinh của Chúa. Cho nên rất là nhiều người, nhiều đám đông, nhiều lễ hội rất là lớn. Nhưng năm nay trong lễ lá, chúng ta giam mình trong 4 bức tượng. Tệ hơn nữa, nhiều người trong chúng ta giam mình trong nỗi lo sợ. Chúng ta giam mình ở trong cái hãi hùng, cái sợ hãi, không biết điều gì xảy ra, lo cho mình, lo cho gia đình và lo bao nhiêu những điều khác. Với tình trạng như vậy, thì chúng ta làm gì, nên làm gì trong ngày lễ lá? Và đó là cái tựa đề trong bài giảng của tôi với quý vị buổi sáng hôm nay. Bây giờ chúng ta làm gì trong những ngày lễ lá này? Trở lại với câu chuyện ở trong Luca đoạn 19 từ câu 29 đến câu 44 mà chúng ta vừa mới đọc qua. Đây là cái câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Câu chuyện rất là quen thuộc, cứ mỗi lần mùa phục sinh về thì chúng ta lại nghe cái câu chuyện này. Và buổi sáng hôm nay chúng ta được nghe câu chuyện này trong một cái bối cảnh mà chúng ta không được tụ tập. Mà trong bối cảnh mà chúng ta không được ngồi lại chung với nhau hàng trăm, hàng ngàn người như chúng ta thường làm. Thế thì chúng ta làm gì trong ngày lễ lá hôm nay? Quý ông bà anh chị em, điều đầu tiên tôi kêu gọi quý vị đó là hãy chuẩn bị cho Chúa một tấm lòng. Dù sự khó khăn xảy ra, nhưng cái sự chuẩn bị một tấm lòng cho Chúa, dù quý vị ở đâu, hoàn cảnh ra sao, chúng ta có thể làm được. Trở lại với câu chuyện chúng ta sẽ thấy như thế này, từ câu 29 cho đến câu 31. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa Giêsu sai 2 môn đồ đi và bảo 2 môn đồ vào cái làng kia, như là Chúa thấy trước các công việc như vậy. Lại đó có một con lừa và xin mở con lừa ra dắt về cho Chúa. Nếu trong trường hợp có ai hỏi tại sao mở lừa thì nói rằng Chúa cần dùng nó. Và mọi việc xảy ra y như vậy. Rồi sau đó chúng ta biết câu chuyện đó là Chúa được tung hô, Chúa được ca ngợi, Chúa được chào đón khi Ngài ở trên lưng lừa vào thành Jerusalem. Và đây là một cái hình ảnh vinh hiển, phải nói là vinh hiển duy nhất của Chúa trong những ngày sống trên đất. Và đây là lúc duy nhất được đám đông ca ngợi khi Chúa vào thành Jerusalem. Nhưng ở trong cái tư cách một vị vua, nhưng ở trong Sacheri đoạn 9 câu 9 nói rằng đây là một vị vua mà ở trong Matthew đoạn 21 câu 4 câu 5 trích lại lại nói rằng vị vua khiêm nhường. Tôi sẽ đọc ở trong Matthew đoạn 21 câu 4 câu 5 chép thế này. Lời trích ở trong Sacheri đoạn 9 câu 9 rằng và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng hãy nói với con gái thành Sion rằng này vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cởi lừa và lừa con là con của lừa cái. Chúa đi vào Jerusalem trên lưng lừa với tư cách một vị vua khiêm nhu, nhưng mà được sự ca ngợi, được sự chúc tụng. Quý vị thấy câu chuyện đó, vậy thì biết đặt ra câu hỏi đang thế này là như vậy thì cái khung cảnh mà vui mừng, cung kính đó mà Chúa Giêsu đã được đó, làm sao để có thể có điều đó xảy ra? Tại vì Chúa Giêsu có cái chuẩn bị, Ngài bảo các môn đồ phải làm việc này việc kia và cái việc xảy ra y như vậy. Vì sao phải chuẩn bị? Vì sự chuẩn bị đó không chỉ vì nhu cầu, nhưng mà chuẩn bị đó nó bày tỏ ở trong cái thái độ, và nhất là cái thái độ của chúng ta đối với Chúa khi chúng ta ra mắt Chúa. Cho nên quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta ra mắt Chúa, dù quý vị ngồi ở đâu, nhưng hãy hiểu rằng tại đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa kêu gọi rằng hãy ra mắt Chúa, hãy chuẩn bị lòng của mình, thái độ của mình để có thể ra mắt Chúa. Amos đoạn 4 câu 12, Kinh Thánh chép rằng
Hỡi Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi giường ấy. Hỡi Israel, vì ta sẽ đãi ngươi giường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp mặt Đức Chúa Trời ngươi. Thực ra đây là một cái câu nói kêu gọi, nhưng mà trong đó có một sự khuyến cáo, một sự cảnh cáo rằng khi chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời, hãy chuẩn bị. Có bao giờ quý anh chị em chuẩn bị để ra mắt Chúa mỗi lần thờ phượng được đến nhà thờ không? Tôi hy vọng nhiều người đã làm điều đó. Quý vị chuẩn bị điều gì? Áo này, quần này, make up này, sửa soạn tất cả mọi để đi ra, nhìn qua, nhìn lại, nhìn trước, nhìn sau. Nhưng quý ông bà anh chị em, có thể trong những ngày này chúng ta sẽ không chuẩn bị như vậy. Và Chúa không cần chúng ta chuẩn bị như vậy nếu trong trường hợp chúng ta không cần thiết. Điều tôi hỏi quý vị đó là quý vị có chuẩn bị để ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay hay không? Cho nên có lẽ vì đại dịch, chúng ta không mất nhiều thời giờ để trang điểm, không mất nhiều thời giờ để chạy xe trên đường, rồi nó qua nó lại cãi cọ nhau trên đường. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị ra mắt Chúa. Chuẩn bị tức là mong đợi chúng ta ra mắt Chúa và thờ phượng Chúa. Có một vài con cái Chúa nhắn đến chúng tôi trong vài ngày qua, họ mong có thời giờ để thờ phượng Chúa dù là qua mạng buổi sáng hôm nay. Và có vài người thì lại trong buổi sáng hôm nay khi thờ phượng Chúa thì quý vị có thể ngồi trên giường, nằm trên giường. Thậm chí tôi nghe nói có vị mục sư bảo rằng có một anh con cái Chúa nọ, anh nằm trên giường, anh mở Zoom ra và anh thấy anh còn nằm ngửa trên giường để anh nhìn lên trên màn hình. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta không xem. Chúng ta không xem mà chúng ta thờ phượng. Cho nên mỗi người hãy chuẩn bị tấm lòng của mình khi ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Bởi vì nếu chúng ta, quý ông bà, anh chị xem thôi, chúng ta không xem lễ, nhưng mà thờ phượng Chúa. Vì vậy cho nên hãy chuẩn bị sự thờ phượng Chúa, hãy lắng nghe sự dạy dỗ của lời Chúa, sự khích lệ của lời Chúa. Nếu quý vị có sẵn sàng một tấm lòng mở toang như vậy, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Chúng ta không chỉ làm cho xong, hãy tự nhủ rằng chúng ta phải nhận được điều gì đó hay không? Cho nên hãy chuẩn bị cho Chúa một tấm lòng. Thi Thiên 24, câu 9, câu 10. Lời kêu gọi của dân sự của Chúa ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Hãy hình dung rằng Chúa là vua vinh hiển. Yes, Ngài là vua vinh hiển. Ở trong Thi Thiên 24, câu 9, câu 10 chép rằng: Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Và ông đặt câu hỏi rằng: Thế vua vinh hiển này là ai? Ông trả lời rằng: Vua vinh hiển này chính là Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài là vua vinh hiển. Nếu Ngài đến nhà quý vị buổi sáng hôm nay, nếu Ngài gõ cửa và quý vị biết là vua vinh hiển sẽ vào, quý vị sẽ làm gì? Chạy vào chuẩn bị. Với tinh thần đó, tôi kêu gọi con cái Chúa rằng hãy chuẩn bị ra mắt Chúa. Có lẽ nhiều người trong chúng ta từng dự thờ phượng cả ngàn người. Nhiều người chúng ta thờ phượng ở giữa cả hàng trăm người. Và người chúng ta thờ phượng ở trong một vài chục hoặc là chỉ một nhóm nhỏ. Chúng ta đã từng thờ phượng một cái chương trình hoành tráng, rất là rộn ràng. Nhưng có thể chúng ta cũng từng thờ phượng ở trong một cái chỗ nhóm nhỏ, nó rất là vụng về, đơn sơ. Và dù lễ lá năm trước chúng ta thờ phượng cách đông đúc, rất là nhiều người, hay hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa một mình, hoặc là chỉ vài người mà thôi, điều quan trọng quý ông bà anh chị em không hẳn là đám đông, không hẳn là nơi chốn, không hẳn là khung cảnh. Điều quan trọng đó là tấm lòng của quý vị. Tôi nhắc lại điều đó quý ông bà anh chị em. Điều quan trọng là tấm lòng của chúng ta khi thờ phượng Chúa và lắng nghe lời Ngài. Cho nên tôi kêu gọi con cái Chúa thế này. Trong tuần lễ thánh này, trong tuần lễ mà có rất là nhiều biến cố xảy ra trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Ngài chịu đau đớn, Ngài chịu nhục nhằn, Ngài chịu phỉ nhổ, Chúa bị từ bỏ, Ngài bị từ chối, Ngài bị bắt bớ, Ngài bị đánh sỉ nhục, bị đánh đập, bị hành hình. Và đó là cái giai đoạn trong những ngày trong tuần lễ thánh này. Vì vậy cho nên tôi kêu gọi con cái Chúa không chỉ chuẩn bị buổi sáng hôm nay khi chúng ta thờ phượng Chúa, nhưng hãy chuẩn bị tuần này. Quý vị từng không có thời giờ, tuần này chúng ta có thời giờ, hãy chuẩn bị một tấm lòng cho Chúa. Cho nên tôi gợi ý một vài điều quý ông bà anh chị em nhớ. Điều thứ nhất đó là hãy hình dung ra rằng mình đang đón một vị khách quan trọng đến thăm căn nhà đơn sơ của mình. Những năm trước chúng ta đến nhà thờ nghĩ rằng Chúa bước vào nhà thờ,
It's okay. Hình dung như vậy, những hôm tuần này, tháng này, năm này và cơ hội lễ này, chúng ta thờ phượng Chúa thì Ngài là bước vào căn nhà đơn sơ của chúng ta. Cho nên hãy cùng với gia đình chuẩn bị đón chờ Chúa. Hãy nghĩ đến sự thương khó của Chúa. Điều thứ hai, hãy nghĩ đến sự thương khó của Chúa. Hãy cảm nhận sự hy sinh của Ngài. Hãy kiêng ăn. Tôi kêu gọi điều này một lần nữa rằng nếu quý ông bà anh chị em có thể làm thì hãy kiêng ăn. Dự lễ thương khó thứ sáu với lòng biết ơn. Thực ra mấy ngày này ở nhà thì nhiều người mà biết nấu ăn mà bận rộn quá đang có cơ hội để trổ tài. Nhìn lên Facebook thì đói bụng ngay. It's okay, quý vị ăn uống vì enjoy Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng thử một ngày chúng ta chuẩn bị lòng của mình, chứ không phải chỉ là nghi lễ, trong sự thương khó trong tối thứ sáu. Và điều thứ tư, tôi không ngần ngại điều này với quý ông bà anh chị em. Hãy chuẩn bị, mỗi lần chúng ta ra mắt Chúa, hãy chuẩn bị dâng một món quà cho Chúa bằng cách dâng hiến với cả thành tâm của chúng ta. Đây là khoảng cơ hội khó khăn. Và quý vị có nghĩ rằng không ai biết, yes, không ai biết, nhưng Đức Chúa Trời biết. Vì vậy cho nên dù nhiều hay ít, điều đó không quan trọng, không sao. Vấn đề là tấm lòng của chúng ta, sự tôn kính và biết ơn của chúng ta. Cho nên mỗi lần cơ hội mà thờ phượng Chúa như thế này, hãy hiểu rằng không phải tôi làm một cái trách nhiệm của một công cái Chúa để vì nhu cầu của hội thánh. Điều đó cũng mang tính trách nhiệm, nhưng mà phải vượt lên cả điều đó, bởi vì tôi biết ơn Chúa về Ngài tiếp trợ tôi trong những ngày khó khăn này, cho nên tôi muốn dâng hiến cho Chúa. Hãy làm điều đó để chia sẻ với những người khó khăn. Tôi cảm ơn Đức Hội Thánh, cảm ơn ban cứu trợ, đội cứu trợ của chúng ta trong vài tuần qua và trong tuần qua và bắt đầu trong tuần này làm việc rất là nhiều để có thể cứu giúp cho một số người khó khăn trong cộng đồng của chúng ta. Và đó là cái cách chúng ta có thể làm với lòng biết ơn Chúa. Cho nên hãy làm và nhìn xem thử Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho quý ông bà, anh chị em cách nào. Tôi tóm lại điều này rồi. Quý vị có sẵn lòng chuẩn bị cho Chúa như vậy không? Điều thứ hai đó là hãy chúc tụng và ca ngợi Chúa. Khi Chúa Giê-xu ở trên lưng lừa, được cưỡi trên lưng lừa, Ngài vào thành Jerusalem. Tôi đọc lại câu 34. Tôi đọc câu 35. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giê-xu, rồi lấy áo mình trải trên con lừa, nâng Ngài lên cưỡi. Và khi Chúa Giê-xu cưỡi lên lưng lừa, thì Ngài đi vào thành Jerusalem. Chúng ta câu chuyện chúng ta biết thế này là nhiều người trải áo trên đường, một cái cách để tung hô, để hạ mình và chào đón Chúa. Câu 37, lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ, các tiếng ngợi, cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy, mà nói rằng đáng ngợi khen vua nhân dân Chúa mà đến. Hosanna là một cái từ mà chúng ta hát nhiều, và hôm nay chúng ta có hát bài hát Hosanna. Đó là lúc mà dân sự đón Chúa vào thành Jerusalem. Hosanna, chúc tụng cho đấng nhân dân Chúa mà đến. Chúc tụng Đức Chúa Trời của chúng ta. Và khi họ ca ngợi, họ hát lớn như vậy, ở trong câu số 38 tôi đọc lại, rằng đáng ngợi khen vua nhân dân Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển ở cái nên rất cao. Và tôi nghĩ rằng cả cái đám đông như vậy, họ ôn cả một cái đoạn đường đi vào thành Jerusalem. Cho nên ở có một số người Pharisee đến gặp Chúa và nói rằng: Chúa ơi, ngày ngày phải bảo mấy cái môn đệ của ông đó đừng có la lên nữa, là ồn quá, quở trách họ đi. Và đây là cái điều mà Chúa trả lời với họ khi những con cái Chúa ca ngợi Ngài. Chúa trả lời thế này: ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Vì sao mà họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên quý vị? Tại vì trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một con cái của Đức Chúa Trời không thể không ca ngợi Chúa được. Và đó là điều quan trọng mà chúng ta biết rằng nếu tại đây có Đức Chúa Trời, tại trước mặt quý ông bà anh chị em có Đức Chúa Trời, trong nhà quý vị, trong phòng quý vị có Đức Chúa Trời, thì hãy nói lời chúc tụng và cảm ơn Chúa. Nhiều người nghĩ rằng shelter in place, tức là ở nhà không được ra đường, không được tụ tập, thì chúng ta không được thờ phượng. Nó là điều đó sai. Chúng ta ở nhà riêng tư, không được tụ tập, chúng ta vẫn có thể được thờ phượng. Dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn có thể thờ phượng
vì tại đó có Đức Chúa Trời hiện diện. Trong Kinh Thánh rất là nhiều chỗ chép là cái việc Đức Chúa Trời hiện diện cho một người. Khi Đức Chúa Trời Môi-se gặp Chúa trong tại đồng vắng, ở trong sa mạc, ông nhìn thấy bụi gai cháy và ông biết tại đó có Đức Chúa Trời. Và ông che mặt mình, ông không dám nhìn. Ông bày tỏ lòng kính sợ rằng tại đó có Đức Chúa Trời. Chỉ một mình ông và Đức Chúa Trời chứ không phải đám đông. Bởi vì tại đó có Đức Chúa Trời sự hiện diện của Ngài. Ở trong Esai đoạn 6 câu 5, khi tiên tri Esai vào đền thờ, ông biết rằng tại đó có Đức Chúa Trời. Ông cảm thấy mình trở nên xấu hổ, tội lỗi. Ông biết rằng đó có Đức Chúa Trời. Ông bày tỏ lòng tôn kính, kính sợ Chúa xin tha thứ cho ông. Khải Huyền đoạn 1 câu 17, khi Giăng kể về kinh nghiệm của ông, một mình ông thấy Chúa mà thôi. Khi ông thấy Chúa, ông biết tại đó có Đức Chúa Trời, ông thấy choáng ngợp trong sự tôn kính. Cho nên quý ông bà anh chị em, không phải là đông hay ít, không phải tại nhà thờ hay nhà riêng, mà là cái ý thức về sự hiện diện của Chúa. Tại đó thì một người không thể không bày tỏ lòng tôn kính và ca tụng Ngài. Cho nên tôi hỏi quý ông bà anh chị em điều này, quý vị có tin rằng Chúa đang hiện diện tại chỗ quý vị ngồi, tại nhà hoặc tại nơi nào đó hôm nay hay không? Yes! Nếu vậy thì quý vị có thể chúc tôn Chúa trong giờ này hay không? Yes! Vì tại đó có Đức Chúa Trời. Nếu quý vị không làm điều đó, thì Chúa Giê-xu nói gì? Thì đá sẽ kêu lên. Nếu quý vị không làm điều đó, đồ gỗ trong nhà mình sẽ kêu lên. Đừng để đá, đừng để gỗ kêu lên. Nhưng mà chính chúng ta phải ca ngợi Chúa. Vì vậy cho nên hãy ca ngợi và chúc tôn Chúa hôm nay. Chúc tôn Chúa mỗi ngày bằng sự tôn kính, bằng lời ca, bằng lời nói, bằng đời sống, và quan trọng hơn bằng cả tấm lòng của chúng ta. Quý vị có amen điều đó hay không? Quý vị có thể nói lớn ở nhà, nói lớn trước mặt ảnh của mình. Hãy nói điều đó qua cái comment. Nên rằng tôi muốn tôn cờ ngợi Chúa dù tôi ở đâu mỗi ngày. Và bây giờ, khi tôi ở chỗ riêng. Và điều thứ ba chúng ta sẽ học với nhau trong câu chuyện này đó là hãy khóc với Chúa về thế giới hư mất. Quý vị thấy câu chuyện, nó có một hình ảnh tương phản. Cái bức tranh khá là tương phản là ở trong từ câu 36, 37, 38, 39, 40 đó, thì rộn ràng tiếng ca hát, tiếng chúc tụng rất là ngợi khen. Và Chúa Giê-xu đi tiếp từ câu 41 trở đi. Thực sự ra đó, khi quý vị đọc trở lại từ câu 29 trở đi, là đây là cái đoạn đường Chúa đi. Câu 29 nói rằng Chúa đến gần thành, và câu 36 thì nói rằng Chúa đang đi tới, và bây giờ câu 41 thì nói rằng Đức Chúa Giê-xu gần đến thành. Tức là cái đoạn đường nó chuyển đường đi. Và cái bức ảnh tương phản đó là phía sau tiếng ca hát, và bắt đầu Chúa đi qua cái đám đông ca hát, và đến gần thành thì bây giờ tại đây Chúa khóc. Ở trong câu số 41, khi Đức Chúa Giê-xu đến gần thành, thấy thì khóc về thành. Trong Kinh Thánh, trong những chép lại về cái cảm xúc của Chúa Giê-xu thì có hai lần nói Chúa Giê-xu khóc. Lần đầu tiên mà chúng ta biết đó là Chúa khóc. Quý vị nhớ khi nào không? Khi Chúa đến đám tang của Lazarus, Chúa thấy nhiều người khóc, gia đình họ khóc, Chúa cảm động trong lòng và Chúa cũng khóc. Và đây lần thứ hai, lần đó Chúa khóc cho một gia đình, một cá nhân. Tại đây Chúa khóc cho một cộng đồng, cho một thành phố, Chúa khóc cho Jerusalem. Việc khóc trước của Chúa thì chúng ta hiểu. Tại vì chúng ta đi đám tang mà thấy cái cảnh buồn lòng của cả tăng quyến thì chúng ta có thể khóc. Nhưng tại đây Chúa khóc cho Jerusalem. Vì sao Chúa khóc cho thành Jerusalem? Trong cái ngày lễ lá, quý ông bà, anh chị em, Chúa đã khóc. Câu số 42 chép thế này. Chúa khóc và phán về thành Jerusalem rằng, ước gì, I wish, ít nữa là ngày nay. Có nghĩa là bây giờ mày, tức là ngươi, tức là thành phố này đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Nghĩa rằng, đến giờ này thành phố này được bình an, phải biết là tại sao, điều gì đã làm cho nó bình an. Nói cách khác, thành phố Jerusalem vô tình, vô ơn những điều họ đã nhận được. Họ được bình an cho đến cái khoảnh khắc đó. Họ hưởng thụ cho đến những khoảnh khắc đó. Đáng lẽ ra họ phải hiểu biết điều đó. Ai đã làm cho họ điều đó?
nhưng họ đã vô tâm. Và sự vô tâm của họ đã làm cho Chúa khóc. Ôi quý ông bà anh chị em, liệu Chúa có khóc vì sự vô tâm, vô tình, vô ơn của chúng ta hay không? Ngày hôm nay chúng ta có cái ăn cái mặc. Ngày hôm nay dù chúng ta không đi làm nhiều tuần, dù ở nhà chúng ta vẫn có nhiều bữa ăn, mà nhiều nơi trên thế giới coi là một bữa tiệc, một bữa đại tiệc. Có bao giờ chúng ta thấy rằng, chúng ta biết rằng điều gì đã làm cho chúng ta, ai đã ban cho chúng ta điều đó hay không? Cho nên hãy xét mình và có lòng biết ơn với Đức Chúa Trời. Và sau đó thì Chúa nói rằng, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày. Câu 43. Vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày khi quân nghịch đào hố chung quanh, vây chặt bốn bề. Họ sẽ hủy diệt hết thảy mày, tức là thành phố, và con cái ở giữa mày nữa. Không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Chúa khóc về thành Jerusalem. Chúa khóc về đền thờ Jerusalem. Thành thờ Jerusalem là một trong những kỳ công bây giờ. Tất cả mọi người đều trầm trồ. Những môn đồ của Chúa từ Galilee đến, những dân chài đến, nhìn thấy trố mắt, thấy những cái hòn đá, những cái tảng đá mỗi cái đặt lên nhau và cái sự vĩ đại của thành, của đền thờ. Họ trầm trồ về điều đó. Và dĩ nhiên dân thành Jerusalem, người Do Thái, tự hào về đền thờ và tin cậy vào những bức tường đá vững chắc. Nhưng đối với Chúa, Chúa bảo rằng đó chỉ là tạm bợ. Vì chúng ta biết thành Jerusalem mấy chục năm sau lời Chúa tiên tri, năm 70 sau Chúa, người Do Thái đã đến làm nát cả cái bức tường thành Jerusalem, cả cái đền thờ. Họ nghĩ rằng những vữa, những hồ mà xây những tảng đá với nhau là bằng vàng. Cho nên họ cậy tất cả cái đó ra, khiến không còn một hòn đá nào, chắc trên hòn đá nào. Cả Jerusalem, đền thờ đã sụp đổ. Chúa khóc, tại sao? Chúa khóc bởi vì Chúa biết rằng người Jerusalem, thành Jerusalem đặt lòng tin vào mình thay vì đặt lòng tin vào Chúa. Họ tin vào những cái tảng đá bảo vệ họ thay vì tin vào Chúa là đã có thể bảo vệ họ. Và điều quan trọng hơn, họ không biết được có những cơ hội Chúa thăm viếng họ, họ vẫn dưng không màng đến. Tôi đọc cái phần cuối của câu 44 và tôi bỗng cảm thấy rằng có những lúc Đức Chúa Trời thăm viếng chúng ta. Chúa nói như thế này: vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Khi Chúa thăm viếng, chúng ta không quan tâm. Chúa buồn lòng, Chúa khóc về điều đó. Chúa khóc vì Jerusalem, Chúa khóc vì dân sự lúc bây giờ, và Chúa khóc vì sự hư mất của họ. Chúa biết rằng nếu họ tiếp tục làm ngơ với lời cảnh giáo cáo của Chúa, họ sẽ hư mất. Họ sẽ mất đời này, và đặc biệt họ hư mất đi cả cõi đời đời. Tôi hỏi quý ông bà anh chị em điều này. Quý vị thử nghĩ, nếu nhìn vào thế giới ngày nay, quý vị nghĩ rằng Chúa có khóc không? Hôm nay ngày lễ lá, Chúa nhìn vào thế giới, Chúa nhìn vào nước Mỹ, Chúa nhìn vào cộng đồng của chúng ta, liệu Chúa có khóc vì sự vô ơn của chúng ta? Chúa có khóc vì sự vô tình của chúng ta? Chúa có khóc vì sự hững hờ của chúng ta đối với sự cảnh cáo của Chúa hay không? Hãy suy nghĩ điều khác nữa là hãy nhìn vào đời sống của quý vị. Nhìn đời sống của chúng ta, vì gia đình của chúng ta. Liệu Chúa có khóc không? Liệu Chúa có khóc vì chúng ta chỉ tin mình, tin tình trạng tài chính của mình thay vì tin vào Chúa không? Liệu Chúa có khóc bởi vì lời Chúa cảnh tỉnh chúng ta mà chúng ta vẫn cứ làm ngơ, không quan tâm không? Trong Matthew đoạn 23 câu 37, nếu quý vị có cơ hội đọc, mở ra và đọc thấy, đây là tấm lòng của Chúa đối với dân sự của Ngài. Chúa nói với thành Jerusalem rằng: hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Ô cái hình ảnh con gà mái kêu con gà con túc 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 và cái con gà con nó chạy lại. Nhiều người trong chúng ta, nếu quý vị đã từng lớn lên đặc biệt ở miền quê, thấy cái hình ảnh nó rất là gần gũi, bảo vệ, và mấy con nó không biết điều gì xảy ra, nó chạy núp ở dưới
cánh bóng của mẹ mình. Nhưng dân thành Jerusalem ngày xưa đã không làm điều đó. Và có thể ngày hôm nay nhiều con cái Chúa không làm điều đó. Cho nên buổi sáng hôm nay quý ông bà anh chị em hãy nghĩ rằng Chúa kêu gọi chúng ta. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa. Quý vị có nghe sự quặn thắt của Chúa về những người hư mất không? Quý vị có thể cùng khóc với Chúa như vậy không? Hãy khóc với Chúa, có thể là người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm, người làm việc với chúng ta cũng sẽ mất. Điều Chúa nói với Jerusalem đã xảy ra, chắc chắn xảy ra và sẽ xảy ra. Và điều này sẽ xảy ra đối với những người chung quanh. Nếu chúng ta thờ ơ, chúng ta không biết về Chúa như Jerusalem ngày xưa. Hãy cảm thương, hãy đau lòng khi nghĩ về sự hư mất của những người hư mất đó. Quý ông bà, anh chị em, nhiều người chúng ta nghĩ rằng mình không đến được nhà thờ, mình thấy Chúa tội nghiệp quá. Nhiều người bảo rằng mình bỏ Chúa ở nhà thờ còn mình. Chúng ta không cần phải tội nghiệp Chúa như vậy, quý vị biết không? Chúa nó không cần. Don't do that. Không cần phải khóc về Chúa. Đây là điều mà ngày xưa khi Chúa chịu sự thương khó đó, thì dân sự khóc về Chúa. Thì Chúa nói rằng đừng khóc về Chúa, nếu khóc á thì hãy khóc về những gánh nặng của những người mà hư mất chung quanh chúng ta, gia đình và những người thân của chúng ta. Ở trong Luca đoạn 23 câu 28, khi dân sự khóc về Chúa thì Chúa nói điều gì? Kinh Thánh chép rằng, nhưng Đức Chúa Giêsu xoay mặt lại với họ mà phán rằng, hỡi con cái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, nhưng khóc về chính mình các ngươi và con cái các ngươi. Hãy khóc về gia đình của chúng ta, về những người chung quanh của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em đừng khóc về Chúa nữa, hãy khóc về tình trạng hư mất của những người chung quanh. Tôi muốn dùng cơ hội này để quý ông bà anh chị em biết điều này. Giả sử cơn đại dịch lan rộng, thực ra đang lan rất là nhanh. Tôi không ngờ trong vòng một tuần tại nước Mỹ chúng ta, đến giờ này chúng ta biết những cái ca đó là trên vài trăm ngàn tăng lên. Và người ta có thể đoán rằng trong số những người bệnh đó có thể hàng triệu người. Nhưng mà nhiều người tùy triệu chứng khác nhau chưa có thể kiểm ra được. Và con số đó sẽ tiếp tục lan rộng. Giả sử, tôi mong rằng điều này không xảy ra, nhưng giả sử và căn dịch này đã xảy ra trong tất cả chúng ta và chúng ta phải chết. Tin vui cho tôi và quý ông bà anh chị em này, chúng ta có sự sống đời đời trong nước Chúa. Dù điều gì xảy ra cho chúng ta, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời về việc đó. Nhưng câu hỏi đặt ra là đối với những người không biết Chúa thì sao? Hãy nghĩ đến họ và khóc cho họ. Hãy gọi, hãy hỏi thăm, hãy chia sẻ nhu cầu và cầu nguyện cho họ. Tất cả chúng ta đều biết những người bạn bè, bà con, thân thiết của chúng ta, họ biết đây là lúc tuyệt vọng. Ngày hôm qua tôi gọi nói chuyện với một người lớn tuổi. Ông chưa tin Chúa, nhưng tôi có quen biết. Thì ông cũng biết cái sự tuyệt vọng của cuộc sống như thế này. Nếu trường hợp điều đó xảy ra bây giờ thì hai vợ chồng lớn tuổi rồi, ở nhà mình con cái đến thì bảo nó bỏ đồ trước rộng ram lấy, ông dâm vào ra. Và tất cả chúng ta những người lớn tuổi đều làm như vậy. Nhưng mà khi nói chuyện với ông về việc này, ông cảm thấy cánh cửa tuyệt vọng đóng lại. Thực ra thì không biết điều gì xảy ra, ông chẳng biết điều gì xảy ra. Bây giờ mình chỉ biết mình chịu đựng thôi. Chỉ có một cái là người mình là người Việt Nam, đặc biệt người miền Trung ở Việt Nam, cho nên cái sự chịu đựng nó giỏi. Cho nên thôi cứ chịu đựng, chứ còn không biết bây giờ phải làm sao. Nhưng mà tôi nói với ông thế này, yes, ông hỏi tôi tình về tình trạng nhà thờ, nhóm như thế nào, tôi nói chúng tôi nhóm online, tôi mời ông vào để có thể dự chương trình này, tôi có gửi đến ông, chỉ có một điều là ông không có Facebook cho nên không biết vào thế nào buổi sáng hôm nay. Và tôi nói với ông thế này, yes, đây là cái lúc khó khăn, nhưng mà ông hỏi như vậy thì tại sao một sư đến nhà thờ làm gì đi ra ngoài, lớn tuổi rồi. Tôi nói rằng đây là cái lúc mà dân sự của Chúa cần lời của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Và tôi nói với ông rằng chúng tôi có hy vọng. Nếu trong trường hợp tình trạng dịch bệnh xảy ra, chúng tôi có hy vọng. Còn nếu những người không có Chúa thì đó là sự vô vọng. Tại sao anh không nghĩ đến Chúa? Tôi không biết điều gì xảy ra đối với những người xung quanh, nhưng quý ông bà anh chị em hãy hỏi thăm, hãy nói về nhu cầu, và nếu tôi được hãy cầu nguyện cho họ, hãy chia sẻ niềm tin của mình. Biết đâu Chúa sẽ dùng cơ hội này để cứu nhiều người trong vòng những người chưa tin. Nhiều năm trước, tôi biết ở Hội Thánh Chúa ở đây, cứ mỗi năm cái mùa lễ phục sinh đó, thì thông thường cái số dự nhóm ngày lễ phục sinh đó, nó tăng lên gấp rưỡi hoặc là thỉnh thoảng gấp đôi ở trong Hội Thánh. Và không chỉ Hội Thánh của chúng ta mà nhiều Hội Thánh khác nhau. Tôi đang hình dung rằng Chúa Nhật phục sinh này có bao nhiêu người sẽ dự.
Tôi mời quý ông bà, anh chị em hãy mời bạn bè gia đình mình. Đây là cái hy vọng. Chúng ta có hy vọng sự phục sinh của Chúa, hãy chia sẻ hy vọng. Tôi muốn dùng cái cơ hội giảng tuần sau trong dịp lễ phục sinh để nói về niềm hy vọng đó, đặc biệt cho những người chưa biết Chúa. Cho nên tôi mong rằng nhiều con cái Chúa sẽ mời người vào, để đây là cái cơ hội chúng ta phải khóc cho họ, hãy cầu nguyện cho họ. Bây giờ, đối với chúng ta, hãy quên mình một chút. Hãy quên cái nỗi sợ bệnh dịch, quên cái nỗi lo bị cách ly. Hãy chia sẻ với Chúa cái tâm trạng của Ngài, cái gánh nặng của Chúa về những người hư mất. Hãy nghĩ đến một người nào đó, hãy nghĩ đến một người, hãy cầu nguyện cho người đó. Có thể gọi cho họ hôm nay, gọi cho họ ngày mai, họ anh chị ra sao? Có lo, có buồn không? Còn tôi muốn cầu nguyện cho anh, cho chị. Hãy nói với họ rằng, quý vị không làm gì được giúp họ, chỉ có thể cầu nguyện. Hãy có một lời cầu nguyện với họ. Quý vị nghĩ làm điều đó được không? Trở lại một lần nữa, quý ông bạn cho em những câu chúng ta đọc thấy, cái tâm lòng của Chúa Giê-xu đối với dân thành Jerusalem, sự kêu gọi của Chúa đối với dân thành Jerusalem, sự cảm thương của Chúa đối với thành Jerusalem, chúng ta sẽ thấy tâm lòng của Chúa và chúng ta sẽ thấy cái lòng của Chúa khi Ngài khóc vì Ngài yêu thương. Cho nên tôi kết thúc lại rằng hãy phó thác để sống mình trong tay Chúa, hãy tin cậy Chúa. Chúa sẽ đem chúng ta qua khỏi trũng của những ngày khó khăn vì ơn Chúa vẫn còn dư dật trên đời sống của chúng ta. Quý vị có tin điều đó không? Hãy cầu nguyện. Hãy nhắm mắt cúi đầu và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con biết rằng Ngài quan tâm đến con. Ngài đã khóc cho con khi con hư hỏng, khi con lạc mất. Ngài khóc cho con vì sự vô tình của con, như Chúa khóc cho Jerusalem ngày xưa. Xin tha thứ cho con. Nếu đây là cơ hội mà Chúa dùng để tỉnh thức quý ông bà, anh chị em, hãy cảm ơn Chúa. Bởi vì sự quặn thắt tâm lòng của Chúa, tiếng khóc của Chúa cho thấy rằng Chúa vẫn yêu thương, Ngài vẫn chăm ấm chúng ta. Cho nên trong hoàn cảnh của chúng ta, hãy dâng điều đó cho Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con. Ôi Chúa, con nhìn thấy Chúa đặt tay trên vách thành Jerusalem. Ngài khóc cho đền thờ, Ngài khóc cho thành phố, Ngài khóc cho dân sự của Chúa, và bây giờ cả thế giới hỗn loạn, Chúa cũng khóc. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì lời nhắc nhở của Chúa dành cho con. Ngài yêu thương con, và con cũng tin rằng bởi sự yêu thương đó, Chúa có thể bảo vệ chúng con. Cho nên con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho con và dân sự của Chúa nếu chúng con hờ hững về Ngài. Chúng con giống như Jerusalem ngày xưa. Ôi Chúa, xin giúp chúng con để chúng con kéo chúng con trở lại với Ngài trong thời giờ này. Con chúc tụng danh Chúa và cảm ơn Ngài. Xin dắt chúng con bước qua khỏi những trũng bóng tối bỗng chết trong những ngày này. Bởi chúng con biết rằng Chúa sẽ đi cùng với chúng con, Ngài sẽ chăn dắt chúng con. Xin làm cho dân sự của Đức Chúa Trời bình an và thỏa lòng trong Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta mọi người đứng lên và chúng ta cầu nguyện chung với nhau. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Thánh Linh bao phủ gìn giữ
dẫn dắt chúng con mỗi ngày trong những ngày này và từ đây cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Quý vị hãy nói Amen và cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng với ban hát hát ca ngợi Chúa một lần nữa, một cái bài hát mà chúng ta đã hát trong hôm nay. Mong rằng Đức Chúa Trời sẽ, bài hát này sẽ theo đuổi chúng ta và Đức Chúa Trời sẽ ban phước lại cho chúng ta.
Con xin Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà, anh chị em trong tuần lễ mới. Con mong rằng lần đầu tiên trong đời chúng ta kinh nghiệm tuần lễ thánh này, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho quý ông bà, anh chị em. Xin cẩn thận đi ra ngoài, xin rửa tay và xin đeo khẩu trang nếu quý vị đi ra ngoài. Thực ra đây là một những khuyến cáo. Tôi mong rằng tất cả chúng ta đều có thể được bình an. Và thì những ngày này qua nhanh và chúng ta sẽ gặp nhau tại đây trong hội thánh của Đức Chúa Trời để thờ phượng Chúa. Người Đức Chúa Trời ban phước cho quý ông bà anh chị em. Cảm ơn ban thờ phượng, cảm ơn media team và cảm ơn tất cả mọi người tham dự cùng với chúng tôi.